Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương rất hân hạnh được gửi lời chào tới toàn thể quý vị anh chị em cùng toàn thể các bạn. Và ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi xin trân trọng với giới thiệu với các bác một mẫu xe trong tầm tiền có hơn 200 triệu đồng. Các bác đã có xe đi tán gái rồi, form dáng đẹp luôn nhá, với những anh chị em nào thanh niên trẻ trung. Đấy, còn với các bác trung niên thì một chiếc xe form dáng cực kỳ là đẹp luôn, để các bác đi chơi, tiếp khách, tiếp khứa. Nhìn form dáng này cũng rất là sang trọng. Và đây chính là một chiếc Cruise đời 2010, số sàn trang bị động cơ 1.6, trong tầm tiền có hơn 200 triệu đồng, 225 triệu đồng anh chị em, các bác đã sở hữu chiếc xe này rồi, mà giá thành thì vẫn còn thương lượng thêm nhá. Đấy. Sau đây thì em sẽ đi một vòng chung quanh xe để cho các bác ngắm tổng thành sơn si form dáng của chiếc xe này. Em này được trang bị 4 la răng đúc rồi, rất là cứng cáp nhá. Và tay nắm cửa thì được ốp mạ chrome, đèn trước đèn sau cũng đều được ốp mạ chrome hết. Nó tôn cái dáng vẻ khỏe khoắn, mạnh mẽ và trẻ trung cho một chiếc xe. Đấy, đây là phần đằng sau này. Đấy, sơn si đằng sau các thứ đấy. Quá nhìn rất là đẹp nhá. Với anh chị em nào mà mua chiếc xe này về đưa đi tán gái thì trời mùa hè nắng gắt mưa rào, anh chị em cứ auto lên đây anh chở đi làm, chở đi chơi, chở đi uống cà phê. Đấy, đổ luôn. Côn số ngọt ngào, động cơ êm, điều hòa mát sâu. Đấy, người ta còn gọi là máy ngon côn số ngọt, tán gái auto đổ, chở bố bạn gái đi chơi. Đấy, chở bố bạn gái đi chơi, đi uống cà phê các thứ, bật điều hòa lên rồi cho một cái ổ đĩa CD với những bản nhạc vàng nghe thật là êm tai, thì đổ từ bố bạn gái cho đến bạn gái luôn nhá. Đấy, bạn gái rồi sẽ trở thành người yêu, và từ người yêu sẽ trở thành vợ luôn nhá. Xe rất là đẹp luôn rồi. Đấy, em đã đi hết một vòng quanh xe để cho bác ngắm tổng thành form dáng sơn si của một chiếc Cruise đời 2010, số sàn trang bị động cơ 1.6, một chiếc xe máy ngon côn số ngọt, động cơ thì êm, điều hòa mát sâu. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong để quay phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Đấy, nội thất bên trong còn cực kỳ là tươi mới. Đây, sẽ xe để ngoài đường, em sẽ mở hé cho các bác xem nội thất bên trong nhá. Không có chỗ quay xe và quay dưới lòng đường đây, rất là nguy hiểm. Mong anh chị em mà xem video thì mỗi người cho em xin một tim một like nhá, để cổ vũ động viên tinh thần cho em. Đây các bác nhìn này. Đấy, nội thất bên trong sáng choang luôn, cực kỳ là tươi, ghế bọc da màu đen. Đây ạ. Em này thì được trang bị là ổ đĩa CD rồi, có ổ đĩa CD, màn hình giải trí có luôn nhá. Đấy, cổng AUX kết nối âm thanh với điện thoại các thứ. Tuy nhiên là chúng ta sẽ nghe nhạc luôn bằng cái ổ đĩa CD. Mua xe thì tặng cho các bác một tẹp đĩa luôn. Bên em thì có rất là nhiều đĩa. Vô lăng củ số đẹp luôn nhá. Đây vô lăng này các bác nhìn này. Đấy, vẫn còn rất là đẹp. Nội thất ghế da các thứ đây. Bây giờ thì em sẽ đi review luôn về mặt chất lượng của chiếc xe này. Đầu tiên là các bác nhìn cái ốc giằng cửa này. Đấy, ốc màu đây. Xe rất là đẹp. Nguyên nhá. Và phần chỉ này. Chỉ nguyên zin nguyên bản luôn. Xuống vật sắt xi cầm bệ. Các bác nghe thấy tiếng đóng cửa cơ. Và đóng cửa rất là chắc nha. Cực kỳ là chắc xe. Đây sắt xi cầm bệ có nhìn này. Xe mới rửa xong ra quay luôn. Không han gì mối ngoặt gì nhá, không mối hàn, mối ghép, mối nối gì. Cực kỳ là chắc chắn và cứng cáp. Đi xuống đằng sau. Cánh đằng sau bên lái này. Đây, ốc ác này. Ốc màu này. Rồi cũng như là phần chỉ này. Nguyên zin luôn. Xe đi rất là cẩn thận, giữ gìn. Ốc màu ở trên cái phần cái cửa lên vẫn còn nguyên luôn. Quay xuống phần sắt xi gầm bệ này. Rồi, sắt xi gầm bệ thì cực kỳ là chắc chắn và cứng cáp luôn nhá. Rất là chắc chắn và cứng cáp. Không ăn gì mới mọt đâu nhá các bác nhá. Xe có hơn 200 triệu đồng. Ở trong tầm tiền 200 triệu đồng, hơn 200 triệu đồng một chút thôi. 200 triệu đồng các bác nào cứ thiện chí gọi điện về, chắc chắn là để luôn cho, để luôn xe cho các bác đi tán gái luôn nhá. Và đây bên trong phần cốp xe tha hồ để đồ, hãy đi chơi đi du lịch, cà phê cà pháo, picnic cuối tuần, chở những cái đồ nướng đồ ăn vặt đấy, phụ tùng đi theo picnic. Phân khúc hạng C mà anh chị em, chiếc xe phân khúc hạng C nhá. Đây cốp xe rất là rộng, tha hồ mà để, tha hồ để tay với còn chưa, tay em với còn chưa tới kia đâu, tha hồ mà để luôn. Xuống lốp sơ cua đây,
Đấy, xuống một nốt sực cua quay cho bác này. Cái lớp bạc đây, cái lớp bạc nốt ở dưới vẫn còn này. Đấy, rất là đẹp, bác chủ cũ cực kỳ là cẩn thận đấy, nốt niếc hết ở bên dưới rồi. Được chưa? Rất là cẩn thận luôn. Trái những cái hàn rỉ nước nôi nó nọt vào trong này nó hàn rỉ. Nốt luôn ở bên trong này rồi. Ở đây phần chỉ đây. Đấy. Với những chiếc xe như thế này thì chúng ta mua xe về đi chơi, chơi vài cà phê cà pháo, cà phê cà pháo các thứ nhá, rồi đi làm bình thường, đi về quê nội quê ngoại, xe cũng rất là rộng rãi rồi. Ở đây sang phần thân bên phụ thì có anh nhìn này, đấy, ốc màu cũng nguyên này, rồi phần chỉnh đây, đấy, bây giờ em lên cánh trước bên phụ để quay cho các bác xem, đây nhá. Ốc giằng cửa này cũng như là phần chỉ ở cánh trước bên phụ đây. Đấy, nó còn nguyên zin luôn nhá. Rồi ok. Sắt xi gầm bệ. Và phần trước bên phụ. Đây. Gầm luôn. Đấy, camera luôn rất là khó. Luôn sâu bên trong này mới thấy được. Đây nhá. Không ăn gì mối mọt, mối hàn, mối ghép, mối cắt, mối nối, không có đâu nhá. Đấy, còn cực kỳ là chắc chắn và cứng cáp luôn. Rồi em đã đi một vòng quanh xe rồi, bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ để quay phần bên trong khoang động cơ cho bác xem là có thì đâm đụng va chạm vào đâu không. Đây, các bác nhìn khoang động cơ này khô ráo nhá, không có hiện tượng chảy dầu, chảy mỡ, ok chưa? Đấy, máy ngon, côn số ngọt ngào, động cơ êm ru nhá. Đấy, các bác nhìn này, sẽ rất là đẹp, khoang động cơ thì sạch sẽ, khô ráo, không có hiện tượng chảy dầu, chảy mỡ luôn. Nhá. Đây, quay luôn trên hai cái ốc lắp cabo này. Đây, các bác nhìn đây, các bác nhìn này, ốc cabo bên phụ này, ốc cabo bên lái đây nhá. Đấy, nhìn này. Vâng, và như vậy thì em đã giới thiệu xong cho các bác một chiếc Chevrolet có đuôi đời 2010. Số sàn trang bị động cơ 1.6, một chiếc xe trong tầm tiền hơn 200 triệu đồng. Các bác đã sở hữu em nó, một chiếc xe máy ngon, côn số ngọt ngào, động cơ êm, điều hòa mát sâu. Và bác nào đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966, hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe này, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Còn bây giờ thì em xin phép được kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.